Ok, right here. Chào các bạn, mình đang live stream. View your stream. Ok, right here. Ok, good one. Chào các bạn, mình đang live stream, mình là Camon. Phải không ta? À đúng rồi, Camon đó. Ok. Đấy. Còn đây này là, các bạn biết là không? Đây là LP camera. Mình đã đến đây để chia sẻ cái play, cũng như là bữa nay là mình sẽ review ảnh cho các bạn thứ năm hàng tuần á. Các bạn thấy không? Còn đây này À, là này mình nghe rồi. Ok, good. Đang ở livestream luôn. Ok, mình sẽ qua cái kênh của mình để mình chia sẻ luôn cái hôm nay ha. Ok. Các bạn thấy cái hình trên đây không? Cái hình này là của bạn Lâm nè, bạn gửi nè. Ok. Còn hình là bạn của Trung Đức Nguyễn nè. Đó. Còn bạn này là của bạn Kiên Bùi. Đây là những bức ảnh hôm nay nha các bạn. Các bạn nhìn thêm. Rất là cool, love it. Top shot. À, để phải hỏi ông chủ, ổng có coi livestream mình không? Livestream mình giận đi về luôn. À, anh Toàn, nhớ vô livestream chưa? Nhớ coi sub giùm em cái kia. Trời ơi, anh ta đang livestream đó. Ok. Đang ở LP nha các bạn. LP camera. Đây ổng nè. Các bạn muốn mua Sony, Fuji, cái wow đó, đẩy phân phối phụ kiện đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Đang like mà ổng anh ảnh mà không chịu mà like like lớp lớp là giận luôn, chứ đùa đâu. À, nói chung là mình dễ tổn thương lắm nha bạn. Người dễ thương tổn thương kinh khủng luôn á. Ok, right. Nó hơi cong nha các bạn. Nhưng mà mình nghĩ là ok, right. À, không sao đâu. Mình sẽ zoom ra zoom vô cho các bạn dễ coi ha. À, để cái góc các bạn nó nè, thì sáng mới đi tào lao một xíu nha, thì sáng mới 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 hốt ê phải được Nikon cho mượn cái con này nè. Z5 với 14-24, trời khủng khiếp. Wow, con này các bạn sẽ xem hình này ha. Right. Ê, chết mặc cái hình này. Ok, rồi coi lại hình ở đâu ta. Ok, right, lấy hình này các bạn ơi. Đây, nha. Hình nhé. Ok, bạn này là các bạn Hoàng Tâm. Hình này của anh đi đỗ Nguyễn, là Nguyễn Đỗ An Duy á. Ok. Tấm này đẹp quá, Nguyễn Bảo Khánh, tấm nó ple. Ok, rồi. Giống như xuất hồn nữa các bạn, dễ thương vãi chưởng. Còn tấm này là như là chụp bằng máy phim nha các bạn, cái màu rất là cool. Các bạn để ý cái viền, thật ra mình nói là máy phim tại vì mình biết cái viền á, mỗi lần làm viền là biết có cái phim, nhưng có nhiều cái thì không phải máy phim, nhưng mà cái màu này mình nghĩ là máy phim á, rất là cool. Bạn thấy cái góc này màu chuyển là tốt. Wow, của bạn của anh Huy, cái màu đen nó rất là đẹp, perfect. Nhìn nè bạn, wow, không biết nó bị che gì không ta, để mình chùi cái ống kính này. Ok, right, yep. Wow, cái màu sắc rất là cool. Cái sao ta, cái cầu thang á. Mình thấy nó hay. Bây giờ mấy các bạn đợi một xíu nha, để mình chuẩn bị vào review. Tại sao là review giờ này? Because tối các bạn đi bắn pháo bông hết rồi, vậy thôi giờ review đi. Ok, đơn giản thôi ha. Rồi mình sẽ lưu lại cái video clip này để các bạn coi trên YouTube nhé. Các bạn biết cái kênh của mình không ta? Chắc không đâu, bảo đảm không, nhiều bạn đâu có biết đâu. Thậm chí nãy hỏi anh Toàn nói không biết, chết thôi. Căng quá chứ, không ổn tí nào. Ok, không sao, no problem. Bây giờ mình sẽ tìm cái trang của mình để mình post vào để các bạn có thể dễ xem hơn. Là Việt Nam Minimalist. Có một Việt Nam tối giản nha bạn. Thì mình sẽ cho các bạn biết là có một Việt Nam nó tối giản như vậy, nhưng mà không ai biết á. Giờ có mình thì các bạn sẽ biết thôi. Ok, right here, I'm coming. Rồi, những cái kênh khác, những cái kênh Tweet Việt, thì mình muốn làm cái Tweet, tại mình cũng hay chơi Tweet. Ok, right. Mấy bữa đi nói chuyện với mấy bạn nước ngoài á, bây giờ cứ vái liên tục, trời mặt không biết nói kiểu nào luôn, nhưng mà kệ, đó là phong cách của mình. Mình cũng không phải ngồi dặn xé các kiểu làm cho nó đẹp đẽ lên. No, come on, cứ là come on thôi. Ok, rồi nha. Ok, bắt đầu review nhé. Right, cool, love it. Rồi, bắt đầu mình sẽ chuẩn bị review nha. Các bạn chuẩn bị review với mình nha.
Được chưa? Rồi có chuyết bố thích cục nữa. À, có nhóm bố thích cục để mình qua bố thích cục luôn. Cái bố thích cục vui lắm nha các bạn. Là các bạn chụp hình xong các bạn có thể vẽ lên đó để người ta thấy được cái bức ảnh ở phía sau á. Nhiều lúc mình không hiểu được, nếu mình vẽ lên thì nó lại ra một cái chuyện khác. Mình đã thấy được nhiều bạn là chụp xong nhưng mà không hiểu là mình chụp cái gì, nhưng mà khi vẽ lên á thì các bạn lại dễ nhìn hơn. Thì mình thấy ok, và như vậy có chuyện cái group bố thích cục nó xuất hiện. Cái giọng mình nghe được không các bạn? Trời, giả bộ hỏi anh Toàn luôn mà ổng không trả lời luôn á. Trời ơi, buồn. Nhớ là cái comment nãy. Ôi trời. Chết. Không đọc được cái comment của ok, trời 12 bạn. Ô, rồi bắn vào vòng, anh Camon đang bên. Ừ quá đi chơi, tính đạt. À thấy rồi, kỳ này thấy được ai nói không được nè. Đừng được có đùa nha. Bây giờ là chơi cái kiểu nè, hai màn hình luôn nè, cho sốc nè. Sợ chưa? Đùa hoài. Tại sao lại không được? Why? Do cái cách của mình thôi ha. À 16 bạn rồi. Wow, cũng nhiều nhá. Hit hè watching you. Ok. Qua liền nha. Ờ nhớ qua liền nha. Trời ơi, qua review âm ơi. Trời ơi, đang đợi đấy. Anh búp lịch trên YouTube đi anh. Ờ ha. Anh phải đợi 1000 sub thì anh mới được búp lịch YouTube em ơi. Trời ơi, khổ đời lắm. Bởi em có bạn nào mà cần thích cái sự chụp hình đơn giản và cái tư duy nó nhẹ nhàng á. À, còn bên anh không có kỹ thuật gì đâu nha. Biết mẹ đâu. Ok. Ok. À, đùa xíu anh nó bậy chắc kênh nó cắt luôn á, đùa. Đang đi cảm ơn nên không qua được, tối nhậu nhé. Ok nha Bạch Dạ. Anh đợi cái của em mà chưa có đó, thằng quỷ. Anh phải đợi 1000 sub thì anh mới được YouTube em ơi. Trời ơi khổ đời á. Hình như nó bị delay các bạn. Ok, right. Bây giờ mình sẽ bắt đầu review. Nói nhiều quá người ta giống như kiểu trời ơi ông Khải này chợ búa quá. Mà thiệt chứ. Mình còn hơn cái chợ búa nữa bạn, đừng nói mình chợ búa. Ok. Mình muốn tạo cái không gian thoải mái nhất cho các bạn. Vì khi mà chơi hình á thì nhiều lúc các bạn bị áp lực về về cái gọi là cái khuôn khổ, về cái màu sắc, về những cái tư duy mà người ta thường đặt cho bạn là phải này phải kia. Thì khi các bạn đến với mình á, mình thật sự mình chỉ muốn chia sẻ cái mình nghĩ và cái điều nhẹ nhàng nhất thôi ha. Ok, yên tĩnh hơn rồi đó. Ok, mình vẫn đang coi cái kế bên nha. À, anh nhắn cái link chứ em toàn không ra anh ơi, chết cha không. Nhắn em cái link luôn, ok luôn. Like, để anh móc cái link vô luôn nè. Vô dưới comment nha. Ok, right, em tìm không ra. Đang live stream nha các em. Ok, chào Bảo Long. Ok, thật ra cái review hình này nó có một xíu vấn đề nè các bạn. Có nghĩa là khi bạn mình hồi xưa mình bắt đầu chụp ảnh á thì cái việc chụp ảnh của mình rất là nhiều. Mình bảo đảm là các bạn sẽ chụp rất là nhiều nhưng mà các bạn không có được một cái sự đánh giá hoặc là một cái trang web cũng như là một cái nơi cái play để các bạn có thể quăng như vào, người ta sẽ nói là tôi sẽ được bao nhiêu điểm với bức hình này hoặc là có cái giá trị như thế nào để mình có cái móc lại để mình phát triển cái việc chụp hình mình lên cao một xíu hoặc là mình muốn cái style nào đó. Thì cái đó là mình rất là ấp ủ để ra được cái chuyện là review hình các bạn với cái sự tin tưởng của các bạn. Thật ra nếu mà mình không có được cái khả năng review á thì cũng không thể nào review được các bạn, và cũng như là cái cách mà mình chia sẻ, nếu mình không nói được chuyện được với các bạn cũng không thể nào chia sẻ được cái giá trị của hình bạn qua cách nói chuyện của mình. Ok, đây là bước đầu tiên rất là dễ thương của bạn Lâm. Bạn Lâm này là dễ thương lắm. Bạn chụp một tấm hình, các bạn thấy không? Một cậu bé đang đạp cái xe, mà thật ra bạn không có đạp, cái chân của bạn để ý là cái chân của bạn là phía sau cái xe, và cái năm bạn phía sau này nè đang kéo bạn này để cái xe nó nhóc lên. Ok, thì các bạn mình nghĩ là cái hình này nó được concept, nhưng mà cái concept bạn thấy rõ là cái nét mặt của từng bạn trong đây rất là dễ thương.
để ý nha, rất là dễ thương, nhưng mà mình tiếc một xíu á, là cái nhân vật chính á, thì lại bị che cái mặt đi. Đây, này, cái mặt của bạn này nè, hay là bị che đi thì lại khúc này nếu mình thấy được cái gương mặt của bạn này nè, thì sáu bạn đều có mặt, và như vậy thì bức hình nó sẽ tròn hơn một xíu, kiểu như là ok, nó đầy đủ tất cả những cảm xúc, và cái người cuối cùng là cái nhân vật chính thì lại bị mất cái mặt. Thì hy vọng là sẽ có nhiều tấm khác, tại vì nếu mà chụp continuous thì mình bảo đảm là sẽ thấy mặt bạn này, và mấy bạn này thì đều mở mắt, có bạn này hơi nhắm mắt nè. Ok, không khoe, nhưng mà cái không khí và cái cách, cái style nó có một cái đường cua từ những bạn này kéo lên trên, giống như là phi ngựa vậy. Ok, rất là hay, bức ảnh rất là dễ thương, nhìn vô là ấn tượng liền. Cảm ơn Lâm nhé. Nhưng mà nó chưa có màu, đối với mình là cần phải chơi màu và chơi những cái tay này nè. Nếu những cái tay này nó chậm lên, nó tạo cái đường line á, thì hình nó sẽ còn perfect nữa. Thậm chí là mấy bạn này có một cái áo, gọi là áo chung một cái tông á, nó sẽ còn perfect hơn so với cái xe này đang rất là đỏ nè, nó đang gọi là nổi bật so với tất cả các bạn còn lại, và do đó nhiều lúc nó không có mix vô, có nghĩa là không có sự kết nối nhiều á, chỉ có kết nối qua cái frame, cái hình tượng và cái bám víu vào cái này thôi, thì mình cảm giác như vậy ha. Ok, còn cái phía sau thì đã gọi là gì, đót hết rồi, và cái xe này nó đang bị đứt một phần nửa cái bánh, 2/3 cái bánh, và như vậy mình không thấy tròn đầy của bức hình. Mình muốn thêm cái bánh để coi cái bánh nó có cái gì nữa không, hoặc là cái mặt của thằng nào ngay chỗ đó đưa cái mặt vô nữa, trời kinh khủng nữa. Ok, đó là cái mình tưởng tượng ra thêm thôi ha. Thì cảm ơn Lâm nha. Đối với mình thì tấm này cỡ do có cái thần thái của các bạn cộng với cái frame thì nó ăn được nhiều thứ trong đó. Ok, cảm giác cho mình 6.5/10 nha Lâm. Rồi, ok, cảm ơn em. Bass, wow. Mình qua tấm thứ hai nha. Wow, tấm này đã anh Toàn chụp lại nè. Không biết ảnh có comment không, ổng comment giận luôn. Hình, không comment thiệt luôn, giận thiệt luôn. Tắt máy đi về. Đùa xíu. Trời ơi, review. Ok, các bạn thấy mình trong đó không? Tại do cái màn hình đen đó. Ok, không kể ảnh sao đâu. Mặt mình cũng chả có gì để coi đâu. À, cái hình mới đẹp nè. Ok, đằng sau là cái background á. Nó sáng quá. Không sao ha. Ok, right. Các bạn nhìn rõ ha. Ok, right. Tấm này đẹp nè. Trời ơi, anh Toàn về mới chui vô đó. Trời, ổng thích tấm này lắm. Nếu sao có hai cô gái đang ngồi xù xì hột mít vậy nè. Kiểu như cấp 3, các bạn biết cái logo cấp 3 không? Thay vì châu lưng này châu cái chân vô. Nhưng mà mình nghĩ là đang ở trên sân khấu, tại vì cái đèn là đèn sân khấu. Và đằng xa xa kia là cái gì đó, something I don't know. Nhưng mà bạn chưa ánh sáng nha các bạn. Và thật ra các bạn, tại sao bạn có thể xác định được là cái hình của cái đây là cô gái. Thật ra các bạn để ý cái túi như chỗ này nè. Ok, cái túi thì chắc chắn là cô gái rồi, chứ còn nam mà xài túi thì cũng có đó, nhưng mà mình nghĩ khúc này là cô gái, cái frame của cô gái. Nhưng mà cuộc sống nè, nhiều thứ nó không biết được đâu, thôi cứ biết là cô gái đi nha. Ok, right. Tấm này chơi ánh sáng tốt, cool, love it. Chết không, còn có 15% mà. Ok, không sao nha, chơi tới đâu chơi tới đó, bắt quá bữa sau qua lên tiếp. Ổng cười kìa, ổng cười, ổng ngon. Trời ơi kỳ quá. Các bạn, ảnh mới làm sẽ đi live stream có 15%. Ok, đơn giản thôi, mình sẽ làm nhanh xíu sao đó không. Nhiều lúc nó cái khó nó ló nguyên cái khó hơn. Ok, kệ nó đi. Tiếp tục. Cái hình này thì mình rất là thích vì nó có cái sự chia đôi cái vùng ánh sáng này. Cái trên tối hết, dưới thì nó mờ mờ, và như vậy thì mình thấy gì, hai con ma nữ ông nội. Trời, có các bạn nào comment với hai con mình, người ta dễ thương không có comment bậy bạ nha, lóc á. Ok, đây là môi trường giáo dục nha chứ. Ok, right. Cái hình này tạo cho mình cái sự tương tác nhiều á, làm cho mình gọi là gì ta, muốn khám phá, không biết là cái gương mặt của hai cô này như thế nào rồi các kiểu, và chơi ánh sáng nữa. Ok, hai bạn này đang cầm cái điện thoại nè, chắc chắn là cầm điện thoại, và kiểu rất là xì tin vì cái áo quần đó, có nghĩa là mình chỉ ngồi mình suy đoán thôi,
nhưng mình không biết mà cái ý định của cái bức tranh này là gì, thì anh nghĩ là sự nghỉ ngơi hoặc cái gì đó something do tác giả thôi, còn mình thì mình không thể nào nói hết được. Nếu các bạn muốn thì cứ hỏi tác giả. Nhưng mà đối với mình về chấm điểm ảnh á, thì ảnh này có chơi ánh sáng, có chơi bố cục xuyên, rồi hai bạn là hai cái điểm để nhấn trắng đen, ok. Rồi cái túi thì mình cảm thấy nó đang phá hình, tại vì nó ê người đẹp, trời ơi ổng nè, rồi ơi không ngờ Tuấn Đạt, rồi có khách mời luôn các bạn ơi. Không phải có chả lên gì, chào đã, ok. Đang là, đang live stream cái tự nhiên có thánh nhiếp ảnh gia chuyên về Luxico nha các bạn. Nói Luxico không biết là gì, nó là chụp Luxic á, chụp cổ điển á. Hợp các bạn, nếu mà các bạn nó có mà chụp Luxic á, bạn bạn xin vào Lý Tuấn Đạt cho một cái bộ ảnh mà chỉ cần 3 tấm thôi các bạn ngất ngay trên trời dưới đất luôn. Đó. Thì ok. Ê. Em qua đây rồi, cơ hội ngồi live stream, ok. Anh muốn hỏi về ý kiến, nhiều lúc cái ý kiến riêng của anh á nhiều lúc nó không hay bằng những cái gọi là nhiếp ảnh mà nó có cái trường phái khác nữa, thì anh muốn tương tác nhiều hơn. Rồi, anh sẽ là trung gian, ok. Cộng 15% mà kệ bà nó. Hết pin nghỉ đúng không anh? Ok, hết pin nghỉ. Nghỉ nha. 15% mình nghĩ là nó xài lâu lắm. Người phất mặt à, ok. Cảm ơn Kim Di Độc. Theo em bức ảnh này nó như thế nào? Để anh nhìn đây. Em thấy không? Em thì em thấy có hai đường dẫn á. Một đường dẫn từ đây lên. Right. Đường dẫn từ đây qua. Đúng. Nhưng mà nếu cá nhân em thì em thích đường dẫn từ bên trái qua. Thường thì theo em thấy thì người ta khi nhìn tấm hình á, người ta xu hướng nhìn từ bên trái qua trước, giống như là mình đọc tập sách vậy á. Mình nhìn từ bên đây theo qua. Theo chiều đọc sách. Dạ đúng rồi, đúng rồi, này đi nó hơi ngược chút xíu. Rồi. Trung Đức Nguyễn ơi, nghe không? Là bạn đang có một cái hơi bị ngược là từ bên đây qua. Thật ra nếu mà xoay bên đây mà bạn có thể lật hình clip qua cái xong. Không thì cá nhân em thì em thích cái kiểu như là có đường dẫn từ đây qua. Ok. Đó là lời khuyên của cái bạn có một cái chụp hình và cái góc nhìn như vậy. Còn Trung Đức Nguyễn cứ thoải mái nha, không vấn đề đâu. Đó là cái ý kiến để bức ảnh của mình có một cái chiều hướng khác hoặc là có idea gì hay hơn thôi, chứ không có vấn đề gì hết. Ok, vẫn đang là đọc nha các bạn. Đừng nói là không đọc nha, đang đọc đó. Ok, nhẹ nhàng chứ mình không cần phải live stream cầu kỳ. Cầu kỳ mà sao hồi nãy lúc em đi là mười mấy người mà em vô cái còn có 5 người. Vậy mới hay. Dạ, hay đó. Ok. Tại vì họ đang làm ở công ty hoặc gì đó, ok. Đừng khen nhiều quá, tại vì còn anh còn lưu lại để làm YouTube nữa. Đây em ảo nè. Hài, vui đó các bạn. Đừng có khen nhiều thứ quá, không phải vì like nhưng mà vì cái cách chúng ta chơi hình và được cái sự chia sẻ thật nha các bạn, chia sẻ thật. Còn cái chia sẻ giả đầy nó bia nhiều lắm. Ok. Ok, đây là tấm thứ hai của Kiên Bùi. À, tấm này hay lắm các bạn. Bạn thấy gì không? Thấy một cái ông đang nằm ngay háng, ô lận ngay cái đùi của cô gái. Trời ơi chết kìa. Nhìn bùi. Vô là em thấy hài hước rồi. Nó hài hước. Đấy là đúng chữ thuyết luôn á. Và tấm này rất là hay nha Kiên Bùi. Vì nó vượt qua được cái mọi giới hạn của sự gọi là lịch sự nè, vượt luôn nè. Không phải, ý anh nói là có nghĩa là em vượt qua được cái ngưỡng đó thì đối với những người lịch sự họ sẽ rất là khó chịu hoặc gì đó, nhưng anh không biết. Nhưng mà khi chơi street á, này chỉ chẳng qua là góc nhìn thôi. Phải hiểu rõ là cái này là góc nhìn, nó tình cờ nó đập vô như vậy, nhưng mà do gì nó quá hài hước và cái mắt của cái người này trong street nó rất là gọi là random á. Thì ok, right, cái đó là chơi street, không có kiểu không có kiểu mà gọi là nói ê mày chụp cái gì vậy hoặc là bác bỏ nô nha. Anh rất là thích cái kiểu này, style rất là hay. Cool, love it. Em thấy hay ở chỗ là kiểu như chuyện ba người thì người thứ ba sẽ bị gạch đi. Hay là có đường gạch này, right. Đường gạch này. Ok. Còn chuyện ba người á. Trời cái góc hay thiệt luôn á. Cái màu sắc của cái cô gái này làm gì mình rất là thích nè. Cái áo này em thấy không? Có nhiều cái con vật cũng đang ngó ra, nhìn vô thấy cô gái thôi. Nhưng mà ấn tượng vừa nhìn xuống đây, trời my god, top shot.
anh mà nói thiệt, để em nhớ cái bot qua cái tweet Việt của anh á, yeah. cho lên top ngồi chắc gọi là cãi nhau té tua luôn á, thậm chí là sẽ có nhiều anh chị không thích đâu, nhưng ok không sao, mình quan tâm cái góc nhìn, còn cái những cái việc khác thì để từ từ tính. Sự thật nó là vậy mà. Dạ. Chụp hình nó đâu có gây ảnh. Có bạn hỏi nè anh chắc là. Thôi thằng Kim Ghi Đông nữa nó quậy lắm, nó phá lắm, hỏi gì kể nó đi. Ông Kim Ghi Đông nghe tôi nói gì hôn chập ông đó. Muốn hỏi gì hỏi nha. Ok, right. Ok. Cái buổi nãy tấm này mình chấm điểm chưa ta? Trên tổng điểm 6/10 thì em chấm này bao nhiêu điểm? 8. 8 điểm à. Dạ. Rồi cao dữ luôn. Dạ. Đối với anh á, thật ra khi mà anh chấm ảnh á, anh sẽ chấm về bố cục, yeah. về line, yeah. về màu, về nội dung của câu chuyện. Nội dung thì không rõ ràng vì anh chưa thấy hết được nội dung, yeah. nó phải ảnh hưởng đến cuộc sống của cái người coi, yeah. thì đó gọi là nội dung. Hoặc là nó bất lịch, hoặc là cái gì đó something, hoặc là có một cái bong bóng nào đó lên đây, red. Anh không phải khó, nhưng mà anh muốn các bạn có cái điều đó để về sau các bạn sẽ phát triển nó lên, yeah. thế là 10 điểm không thể nào có vì nó là perfect, yeah. bạn có được bạn không bao giờ chụp nữa. 9.5 rồi, ok 8 điểm là ngon á. Ok, bạn được 8 điểm, nhưng mình chỉ cho khoảng theo mình nha, mình 7/10 thôi, vì rút lại mình muốn phát triển nhiều hơn, yeah. có chị ánh sáng chúc mừng Trung Đức Nguyễn nha, 7/10 yeah. tấm này ok, những tấm nào top mình sẽ list lại, yeah. để cho các bạn lên top ngồi không để làm gì hết, chia sẻ, yeah. chụp hình để chia sẻ, ok. Tấm này chắc ngồi top lên. Ấn tượng kiểu cảm giác phê nó mất. Bạn biết khi bạn nhìn một tấm hình á, yeah. bạn cười ngay tức khắc, bạn ấn tượng vô. Đó không là... tấm này là em ấn tượng liền luôn, là nhìn vô ấn tượng liền luôn. Right. Yeah. Hey, em cho nhiêu điểm? Em thì chắc vô. Hồi nãy em cho 8 rồi, à. Nhưng mà tại vì tấm này nó hơn cái tấm kia, cho nên là tấm này phải cao điểm hơn tấm kia. Em cho 9 luôn á. Ok, chúc mừng em nha, Kim Bùi. Em trực tiếp rất là tốt, với những cái hình khác rất là hay. Đối với anh thì, tại vì anh cũng về chơi nhiều tweet á, với những khoảnh khắc thì anh hiểu được cái cảm giác của cái người chơi tweet, yeah. và cái khoảnh khắc. Ok, với em thì anh nghĩ là cỡ khoảng 7.5 thôi. Yeah. Ok, chúc mừng em nhé. Tấm hình rất là ấn tượng. Nhớ bot treat nha, treat Thái Lan hay treat gì đó. Cool, love it. Chúc mừng em, vui. Không cần phải ghi caption đâu. Rất là cool. Tấm này xin sao? Em thấy màu sắc không? Anh thấy màu hay đấy chứ. Màu thì em thấy sử dụng màu tương phản hay nha. Màu xanh lá cây với màu đỏ. À, chính xác. Mặc dù màu đỏ nó hơi bị chìm chút xíu. Ok, right. Đây nó bị cái do yeah. cái yeah. góc hả không? Do yeah, bố yeah. cục yeah, bố yeah. cục anh cảm giác như nó bị em nó từ kỳ nhỏ. Yeah, yeah. Ok nha. Nhưng mà em thấy ở đây nè, chắc có thể là ý đồ của bạn đó có crop lại luôn rồi, okay. dạ, cho nên nó mới bắt đầu từ ngay điểm này luôn, okay. đi qua. Ok, yeah. thì nếu mà có ý đồ á, thật ra nếu mình đối với mình ý đồ là phải rõ ràng, yeah. còn nếu mà ý đồ nó bị một xíu gì đó gọi là bị yeah. cắt hoặc là bị làm cho người ta mất phương hướng á, yeah. là ý đồ đó bị yeah. sẽ làm cho nó phản tác dụng, yeah. và như vậy thì đối với mình ý đồ này sẽ có vấn đề, mình chỉ cần vậy thôi. Dạ yeah, đúng rồi. Bên đây bị dư quá. Right. Nếu anh okay. okay. enough, yeah. that's all, đủ thông tin để có thể chơi nhiều được. Yeah. Ok, đó là cái ý của mình thôi, nhưng mà mình vẫn ok cái hình của bạn nha, Lân Nguyễn nha. Ok, thì theo em thì tấm này được bao nhiêu? Tấm này thấp nhất là bao nhiêu anh? Thấp nhất hả? Anh nghĩ là cỡ 6 điểm, 5 điểm, 5 điểm là thấp nhất. Chắc anh cho 6. Cho 6? Dạ. Yeah. Why? Phải có lý do chứ. Tại sao? Thì tấm này nếu như mà bạn crop lại chút xíu á, thì nó sẽ ổn hơn, cho nên là nếu cho thấp quá thì hơi bị uổng. Yeah. Yeah. Cho nên kiểu như là mình cổ vũ bạn. Không, mình rất là thích cái nè, bạn thấy cái mặt của gương mặt của chú này yeah. hay lắm luôn á. Rồi nó có thông tin của cái play yeah. cái nơi đó là 24 Hà Anh. Nếu mà lỡ mà bữa nào mình tới gặp chú này nữa là chết. Đùa xíu thôi thì ok, mình muốn thấy cái mặt của chú, ok. Yeah. Cái mặt của chú đang ăn gấp, nhưng mà cái áo của chú đang là cái áo vest. Thì có thể xe này là của chú, xe 47.
là Lâm Đồng hay gì đó 47 đúng không? Tự nhiên có một cái xe đạp vô. Không biết là cô chú hay của ai nữa. Ok. Thì full frame là như vậy. Nghĩa là cái này nó cái này là mình khó chịu nè. Trừ điểm xuống. Thật. Cái gì khó chịu trừ xuống liền. Nó phải gây cái yếu tố tích cực cho người xem. Ok. Thì sáng ngồi ăn thì đơn giản như những cái hình khác. Ok, giống như Đạt nói, mình cũng chỉ cho khoảng 6 điểm như Đạt thôi. Tại vì có cái màu, mình thích cái màu. Với cái không khí của bức hình này, nó tạo cho cảm giác là buổi sáng sớm tôi phải đi ăn uống này. Okay. Enough ha. Mình cũng sẽ không có zoom drop lại để cho các bạn đâu. Đó là hình của các bạn. Mình biết gợi ý, là okay. Sau này chụp lại thì mình thì gợi ý các bạn có thể phát triển thêm cái khác. Chúc mừng Luân Nguyễn nha. Tấm hình của bạn là 6/10. Ok, các bạn nhớ cái số điểm của mình nha, để khi mà về còn khoe chứ. Ok. Cắm này hay nè, cái chú này chu đít lên. Chu mông chứ, sorry. Nhưng mà các bạn thấy cái này hơi bị dư. Why? Có nghĩa bức tranh các bạn thấy rõ ràng là bức tranh đoạn rất là đẹp. Nguyên cái line thì các bạn tại sao không cho nó phẳng luôn. Để nó không bị rác giống như cái lông mũi vậy. Đúng rồi, công nhận. Nhìn vô hơi bị khó chịu. Anh nói thật, có nghĩa là anh sẽ nói theo cái cảm nhận của mình. Và những cái đốm này, những cái bụi này, các bạn nên né nó ra. Còn nếu bạn chờ để cái sóng nó cuốn đi, kiểu vậy. Còn nếu không, ok right, ok, cứ chụp thì cứ chụp thôi. Kiểu giống như là trong cái thành phố có người này, kiểu vậy. Sẽ kiểu suy diễn của chụp á. Nhưng mình không thích vậy. Mình thích rõ ràng và có ý đồ hơn. Thậm chí như cái cục này có cái này, bạn có thể dùng remove board trong Photoshop, trong Lightroom chụp rồi. Quỷ. Ok, bạn chấm cái phát xong. Không phải để làm gì, không để ý nói là không ý, mình muốn nói là mình cho nó bức ảnh mình hoàn thiện hơn và để người xem tập trung vô cái mình muốn. Chính xác, right. Tác phẩm của các bạn mà mình sẽ có dùng một cái vài cái thủ thuật, một cái nhỏ thôi nha, đừng có ngồi sửa hết nguyên cái cầu này thành nguyên cái gì hoặc cái gì nó kinh khủng lắm. Ok. Cái màu thì mình cũng chưa có phê lắm, cả cái cảm giác như dưới đây đen nè. Ở dưới dinh xanh và chỉ có cái này là nổi nhất này. Đối với mình là nổi nhất luôn. Tại vì em thấy thích nhất là cái phần giữa, tại nó có màu tương phản như em hồi nãy luôn, là màu đỏ với màu xanh lá cây, nhưng mà nó hơi ít. Nhưng mà cái hay là cái chu đít nè. Chu mông nhé. Ok. Đối với mình thì tấm này mình cho 5.5/10 thôi. Vì nó chỉ có vậy thôi. Ok. Vẫn có những cái ám tím nè. Ám tím của mấy cái màu. Hả? Ở bên đây ám tím nè, em thấy rồi. Dạ đúng rồi. Phải xử lý lại. Nếu mà chụp lên kép là phải xử lý kỹ lắm. Dạ đúng rồi. Thấy là thấy, còn đừng nói là lấp liếm được. No, lấp liếm không có ra được hình. Ok, chúc mừng bạn Hoàng Ân nha. Em được 5.5/10, còn Đạt cho bao em nhiêu? Em thì giống anh. Cỡ đó luôn. Dạ, cỡ đó okay, luôn. Ok, cảm ơn em cho giống. Mừng ghê vãi chứ. Ok, Hoàng Ân, 5.5/10 nha em. Ok, red. Wow, tấm này ngon chứ. Giống kiểu giống cô này bắn cái gì ra trên mặt này đó. Dạ đúng rồi. Nguyễn Minh Khôi, Khôi Quỷ. Bạn này là bên Fuji. Rất là dễ thương, đẹp trai. Khôi, giả bộ không quen nha Khôi. Ok. Anh thấy là tại sao cô lại che cái ngực? Why? Kiểu posing của mấy bạn nữ hay chụp á, kiểu vậy. Posing. Nhưng mà em biết anh thấy là khi này vấn đề gì không? Dạ. Cái áo này nè. Yeah. Nó làm cái bojin nó bị mất. Anh muốn thấy cái tay đó. Cái frame cái bị mất đi cái phần đường, cái đường cái đúng rồi, cái đường line đang kéo lên mà giống như bị bút xó mà che. Ok đấy, anh thấy em chơi là plat khoảng mấy giây tại này, mấy giây em nó xoay á. Cái này thì em chưa chụp nên em chưa biết. Này em chưa chụp, mấy bữa em chụp cái tấm mà bạn mà ống quay á. Thật ra cái tấm đó anh rất là thích, nhưng mà nếu mà chơi kiểu này là em lên ngồi top ngồi. Anh nói thật, tại vì ấn tượng đó. Cực kỳ ấn tượng, bắn được bắn là lên top ngồi. Kinh khủng lắm. Tại mấy tấm wide thì em chụp gần như em phơi sáng luôn, là để phơi luôn đúng không? Dạ, gần một giây luôn á, gần một giây luôn. Wow. Rồi lúc đó thì anh nghĩ nếu anh cho cái anh chỉ nếu em chụp một thêm tấm nữa một cái flash thử. Dạ. Nếu ok thì mình cứ biết vậy thôi. Cái gì bên này đã vất đi nó rồi. Không, bên này cài, bên này còn 14 lo gì. Ok nha. Tấm này nè, có chữ Bambi không nè? Bambi. Ok. Mình hay nhìn cái phía sau lắm nha các bạn. Bởi các bạn chụp ảnh chú ý nha. Giả tưởng như đằng sau có chiếc xe gì nè. Xe SH đúng không? Không nhìn rõ lắm. Chiếc đuôi chiếc SH.
có cái mũ này đây nè, right. Rồi đằng sau nữa mình sẽ nhìn tiếp nữa, ở nguyên chiếc xe hôm hơi. Yeah. Các bạn biết không, cái hình của bạn có cái gì nó lòi ra cái đó. Vấn đề là người ta không giả bộ không nhìn thấy thôi, chứ thật ra thấy hết. À, như cái tay có chiếc nhẫn mà không biết chuyện những gì thôi. Ok, cái tay bạn này đang làm móng nè, đã làm móng lại rồi nè, nhưng mà nó không có nổi, móng nó phải đỏ vàng xanh vậy đó kiểu vậy. Ok, nhưng mà cái nhìn cái bắt đầu tới con mắt, không nhìn vô khuôn mặt thì thấy nó có nhiều cái để nhìn hơn. Ok, đó nè, em thấy rõ ràng không? Nếu như cái hình của em nó được rót lại như vậy thì em thấy như sao? Cái sự focus của em nó rất là vô khuôn mặt nhiều hơn. Yeah. Em thấy rõ ràng không? Có đường frame của vòng tròn và cái gương mặt, em thấy frame lúc đó anh không còn quan tâm phía dưới nữa. Nhưng mà cái frame rất là hay ha. Ok, thì thường là chụp cho các bạn mẫu thì phải có đủ frame đủ này nè, để body người ta còn khoe cái cơ thể nữa. Thì đối với anh thì nhưng mà nếu như mà muốn tập trung vô mẫu nhiều hơn á thì em nghĩ là nên cắt bớt phần trên, cắt bớt trên hả, kiểu chỉ cần như đây thôi. Ok, như đây thôi là đủ rồi đó thôi, anh nghĩ vậy. Thì hy vọng là có nhiều tấm coi như là test nữa không sao, nhưng em nhớ chú ý đằng sau nha, mấy cái phá này sẽ SH nè, phá nữa phải phá nữa. Ờ, nó sẽ phá hình rất là kinh khủng luôn. Đối với anh mà coi hình mà anh ngồi coi phía sau mà background mà kinh khủng là anh xóa ngay lập tức, bắt chụp lại hoặc là nó phải có ý đồ gì đó. Không có ý đồ là em gọi là nó bị rác hình đó. Ok, tấm này anh cho 6 điểm trên 10 nha Khôi. Đừng có ngồi khóc lóc gì hết đó. Em thì 6.5. Ok, bằng mẫu đẹp, bằng mẫu xinh. Xinh, rất là xinh. Ê, bữa nào chụp hình cho anh đi theo đi. Đùa xíu thôi, nhưng mà ok, nhớ cho theo đi. Biết đâu anh review cho em luôn, anh chụp cho nhanh cho gọn nha. Ok, cái này nó hơi bị sao nè, thiếu anh. Cái sa đồ nó đang trắng trắng giống như mây á, em thấy không? Nó đen luôn, thả nó tương phản luôn. Không phải nó nửa nửa rõ rõ. Cái hông của bạn nè, em thấy cái quần không? Cái hầm, ê, anh tao soi thấy ghê lắm nha. Đừng bỡ đi. Công nhận nên xíu hơi đó. Right, ok. Ok. Yeah. Gì gọi là less is small đó. Ít mà được nhiều á, còn nhiều thì lại được ít. Ok, right. Ok, right. Tấm này bị dưới này uổng ghê. Ok. Ồ, tấm này của Bình nè. Ồ, chụp bằng Fuji nha. Chụp Seaholic luôn nha. À, đằng xa kia là cũng có gì? Có Tết Công hay cái gì đó. Ok. Anh thì thích có một cái thứ gì nó bay qua nữa. Thì nó thành ví dụ như cái máy bay chẳng hạn. Thì nó ok, right, mau máy bay bay qua thì dễ gì, máy bay bay qua chỗ này. Dễ không? Vậy mới hay. Vậy chụp trong hình thôi. Ok. Anh nghĩ là chụp trong hình được. Chồng thêm một tấm nữa, nhưng mà ở trong cái vùng này luôn, trong cái thời điểm này luôn. Một cái máy bay nào đó bay qua và chồng lên thì lại ổn. Nó theo kinh nghiệm anh thấy là nếu mà trùng cái không khí, trùng với cái play á thì cái trò việc chồng hình của em nó tương phản cao. Và nó có hiệu quả cao hơn so với em chậm đây, em chạy đi chỗ khác. Và em chồng thì nó mất. Mất cái không khí của không khí của cái thời điểm đó. Đúng rồi. Và để chồng hình á là bạn phải lên ý tưởng sẵn. Bạn mới chồng. Bạn chụp xong bạn thấy ủ nó thiếu gì, bạn chồng thêm thứ gì đó mới vô. Giống mấy tấm xưa anh chụp cái này có một chăn ở trên là. Chính xác. Đấy. Anh chụp rồi anh thấy ủa vẫn thiếu một thứ gì đó, phải bỏ cái mặt trăng vào. Lúc đó anh phải kiếm á, trong vòng khoảng 15 phút ngồi anh kiếm anh thấy mặt trăng. Để cho lời nón lên. Ok, right. Dễ đơn giản ha. Tấm của Bình thì tại anh chụp nhiều quá, anh coi á nhiều lúc nó thấy rác, em thấy rác dần nào. Cái mày á chính là rác. Anh phải né bằng cách nào, một là rớp lại. Hai là zoom lên, mà em thấy rõ ràng cái ngay chỗ cái mũi tên này nè. Cái cây này nó đang chọt qua cái tòa nhà nữa. Do đó cái góc của em không được perfect. Anh nói chữ perfect có nghĩa là làm cho cái hình nó không bị lâm cơm. Thật ra cái hình bên đây là đẹp nè. Tại vì gần cẩu này đang cẩu cái lá cờ này. Nếu em có tìm cái góc cẩu lá cờ lại hay ha. Kiểu đưa tay ra là bên đây thì nó không bị chồng lên nhau. Right. Có thể cho nó chui làm đi đó. Anh khe, nhưng mà cái lúc đó cái tìm góc hoặc là ngay khúc này cũng ok nè. Nó có từ dưới lên trên. Em thấy rõ từ dưới lên trên và chỉ cỡ này thôi là ok. Tất cả đều là like hết. Zoom một xíu có nghĩa là các bạn sẽ có cái góc và cái dự tính cho bức hình của mình. Còn nếu không có thì nhiều lúc nó chỉ là bức hình thôi. Anh nói chỉ là bức hình thôi nha. Ok, right. Ok,
Thì Bình ơi, cái tấm này do em chơi Seaholic á, nó là một cái thể loại cũng chụp ảnh rồi, nó là một điểm cộng cho em. Nếu em chơi Seaholic theo như người khác sẽ chụp rất là rõ ra kiểu, nhưng anh sẽ không ra được cái nền của cái màu sắc của cái bình minh. Ok, right. Anh tấm này hay á, bán được luôn á. Yeah, ok, anh thì cho khoảng 6.5 thôi nha. À, hy vọng sẽ có nhiều tấm hay hơn nữa. Ok, còn em cho bao nhiêu điểm? Em cho 7, tại nhìn vô em thấy thích, nó thích yên bình á, cảm giác nó yên bình. Ồ, đúng tên em luôn á Bình. Ok, right. Cho 7 rồi đó nha. Còn tôi có 6.5. Ok, tấm này thì sao? Ok, sorry. Tấm này bọt ke. Cái này thì em thấy hơi bị rối. Em, anh thì nó đang thấy bị nó ám vàng. Nó không màu xanh, thật ra xanh cam các bạn. Nếu bạn chỉnh lại xíu á, nó là cái màu xanh cam tông của màu á. Thì khi bạn chụp tấm này mình biết là bạn chưa có chơi màu nhiều. Nếu mà chơi dân chơi màu nhiều á, cái này nó sẽ đẹp lung linh. Và nó thêm vài cái rác, các bạn thấy nguyên cái hình vuông này. Nó tạo rác á. Mình bát nó đi, hoặc là trên đây nè, khó chịu lắm. Tại vì các bạn biết cái chế đớp, cái sự nên thơ nằm ngay khúc này nè. Bạn che lại thử nha, bạn chỉ thấy được cái này. Thì em né là góc làm sao á. Ok. Đó. Thì làm sao cho nó cái này nó bung lên nè. Kiểu giống như là cái đuôi của con đom đóm á, bung lên nguyên cái vàng này, nó sẽ kết nối vào chỗ này. Vậy là do góc chụp, canh góc chụp lại. Thì góc chụp này nó sẽ bị hơi bị fail. Thậm chí cái tường này nó rất là kiểu lên, nó là nó rác nó nhiều lắm. Ít quá nó không đủ để mình... đúng mà không được phê. Không cũng chẳng thấy được thêm cái chỗ phía dưới và đang bị xéo. Ok, thì tấm này em thấy trong cái đóp của bạn rất là nhiều bụi. Bụi nhiều đúng lắm rồi, có nghĩa là bạn chưa có lau len. Ok, nhìn sơ thôi sẽ thấy nhiều thứ lắm ha. Và cái bokeh này là cái vị trí nó rất là chưa có phê, kiểu không có đúng vị trí. Đang xanh đỏ cam, nếu có xanh đây nữa thì ok. Anh nghĩ nó sẽ